em là aerobic nhưng hôm nay em biểu diễn Rumba Kids. Ngoài aerobic ra em dạy Rumba Kids thiếu nhi. Nhảy 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 nhảy. Music. Sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Mai Thị Kim Hoa, ở Đồng Nai và năm nay 24 tuổi. Em đang làm công việc gì? Em làm huấn luyện viên aerobic. Rồi, mời bạn trai bên kia. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hữu Luân, em sinh năm 1988, đến từ Hà Tĩnh. Công việc hiện tại là đang biểu diễn môn văn hóa nghệ thuật dân ca ví dặm. Và hiện tại thì em đang sống ở quận 12. Hôm nay em có thể mở màn một bài hát nào đó. Em xin hát đoạn trong bài Phụ Tử Tình Thâm ạ. Mời anh Linh với mọi người cùng nghe. Ơi công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước ở trong nguồn chảy ra, một lòng thơ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu ở mới là đạo con. Hay quá, hay quá. Bây giờ em hãy nói cho bạn gái mình kia biết những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em đó là không hút thuốc, không uống rượu, quan tâm và chia sẻ. Điểm yếu của em đó là hơi trẻ con một tí, nó hơi nghịch ngợm, những kiểu phá phách tí. Không vui mà, cuộc sống cần nên nghịch ngợm phá phách chút cho nó vui. Dạ. Không sao cả. Mình có thích một người đàn ông có một tính hơi trẻ con một chút xíu không? Em đã cho con và năng động. Một người mà em nương tựa là phải trầm lặng mà sâu lắng. Chết rồi. Phải trầm lặng và sâu lắng. Nhưng mà đó là mình mới nói thôi. Cái đó là cái điều mình mong muốn thôi. Đúng rồi. Chứ còn cái duyên nhiều khi mình phải nhìn thấy mặt mình mới biết được. Ai biết được yêu ai... người. Đúng rồi. Rồi đồ đi theo xem. Đúng anh rồi. Thấy anh sâu lắng không? Hát một bài dân ca nghe sâu lắng ghê không? Dạ em thấy sâu rồi. Rất sâu luôn. Lắng lại tí nữa thì xem sao. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mình nói cho anh biết luôn. Điểm mạnh của em là cứ nhạc năng động em thích. Điểm yếu là giờ đây không. Bây giờ dây thun rồi sao tới lớp trẻ hả? Nhưng mà dây thun có 50 phút mà. Nhưng mà em có thể phóng xe tốc độ. Hả? Thôi thôi bảy bảy bảy. Trời ơi phóng xe tốc độ cao. Em nói cho vui thôi. Em giờ dây thun có 5 phút thôi. Nhưng mà ý là đến lớp vẫn kịp. Nhưng mà về vấn đề tinh thần thì hơi vội vàng xíu. Đúng rồi. Tại sao mình biết khuyết điểm vậy mà mình không sửa? Thật đang cố gắng và đang hoàn thành được rồi. Rồi bây giờ một người thì ở quận 12. Em ở Đồng Nai em là lúc nào? Đồng Nai em ở Gia Kiệm. Gia Kiệm. Quận 12 xuống Gia Kiệm. Bạn trai biết Gia Kiệm không em? Dạ không ạ. Em không hả? Thì biết tên đường rõ ràng cơ. Gia Kiệm là ở Đồng Nai chứ không phải đường Gia Kiệm. Anh lên Google search có hết nha. Ừ. Rồi nếu mà ở cách xa nhau vậy thì một tuần mình hẹn hò mình gặp nhau được mấy lần? Tùy vào bạn nữ thôi chứ còn đàn ông một khi đã yêu thì lãng mạn thì giờ nào cũng có thể tới. Đó, thấy chưa? Cô giáo trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Đủ không? 10 ngón đủ không? Vậy. Tình dài nhất là được bao lâu? Cứ 30 ngày là chưa tài. Có tìm hiểu nguyên nhân không? Có chứ. Nguyên nhân thứ nhất
Em là một huấn luyện viên Albert nói em về chăn heo. Mà em không thích chăn heo, em muốn dừng lại chứ không phải là chia tay. À, em trai em mốt em lấy vợ về em định cho vợ làm gì cưng? Chăn bò. Công việc thì em cũng không yêu cầu, bởi vì là bây giờ là thế, bây giờ là em nghĩ là cứ đam mê theo thì là sẽ tốt hơn. Đó dễ. Nhưng mà trong trường hợp bắt buộc thì cũng có như anh nói phải chăn bò đó. Ngoài cái lý do chăn heo ra còn cái anh nào lý do hay hơn nữa không? Có. Anh nào? Anh thứ hai. Anh thứ hai. Đẹp trai, phong độ, em rất thích. À. Nhưng cái việc mà đi ăn mà đến rồi tính tiền ăn đi toilet mà nhiều lần chứ không phải một. Thì em đừng có tính, em cứ ngồi đó em đợi. Sau đó nói à, em ơi thôi em chạy cho anh nhất lần sau anh chạy. Đàn ông cái gì mà cứ tính tiền, lúc tính tiền đi toilet. Em phải đi toilet trước ảnh. Ngược lại. Tình trường của em trai thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình nữa. Hai mối tình. Thôi em năm nhá. Dạ mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện đi. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Em cần được chất phạt, thật thà và cái đẹp em không cần lắm, nhưng mà quan tâm đảm đang một tí thì khá tốt, và em không thích là làm gì vấn đề bia rượu quá nhiều. Rượu bia em thì chớ, em không uống. Còn tiêu chuẩn của em thì sao? Càng cao càng tốt. Vậy là ưu điểm đó là anh không đạt rồi đó. Thôi em chỉ nói vậy thôi chứ em có nói là phải như vậy đâu, 100% quá. Cần cái gì trong tính cách? Không cần đẹp trai đâu nha. Em không thích lăng nhăng, bởi vì câu chuyện lăng nhăng nó ở trong một câu chuyện mối tình thứ ba. À, rồi sao nữa? Chưa xong, ai em 7 mối tình anh, sao bây giờ mới kể 2 mối tình. Mối tình thứ ba, chàng trai rất là yêu thương em. Nhưng biết em là, ui em nay đi dậy về mấy giờ? Chắc 8:30, 8:30, là 20:30 tối ấy, khán giả. Thì lại hẹn hò với cô khác sớm hơn. À, tới đúng giờ đó. Có bấm thời gian này sao ấy, hẹn giờ. Đến giờ, đến mua em xin tố, dán đi ăn chè. Một ngày đẹp trời, em đến con nhà con bạn thân, em nói, ê mày khoe người yêu cho tao coi. Nó không chịu. Vô tình em cầm điện thoại nó, em selfie. Thì em mới nhìn thấy mặt nó chả bé, hai đứa chụp chung. Trời ơi, thằng bố mình mà. Rồi xong, hai nó yêu lén và không cho em biết. Chơi vậy gọi là nắm tay sau lưng người khác không được. Em thế thôi bỏ qua đi em. Tình yêu này mới giữ nè. Một chút xuống anh có thời gian khoảng chừng một buổi anh nghe kêu em kể hết 7 mối tình cho anh nghe nha. Tình yêu của em thú vị quá. Em toàn quen trai đẹp và hào hoa, nhưng mà người ta nghĩ người ta đẹp, người ta hết mình nhanh lắm. Hết. À có nghĩa là xấu hơn mình đi ha. Cho nên thôi xấu hơn mình đi, xấu dây xài. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào đám cưới hay là quen chơi nữa? Cưới phải dàn tiền, phải đợi em dàn tiền nữa chứ em đâu có nhờ gia đình mình để trai đâu. Hả? Cái gì sao tiền sao? Tại vì để em dàn tiền nữa. Để dành tiền á dạ. Hả? Đâu có cần, bên nhà trai tao có tiền tao cưới được rồi. Phải một năm để yêu thì sẽ trải nghiệm hai bên làm sao chứ. Đám cưới thì thường khoảng tốn nhiêu tiền? Đơn giản thôi, mời quý cô học viên của em. Em rất là nhiều học viên đến 3 chi nhánh lần và 6 lớp. Và các học viên của em tham gia là được rồi. Nếu em muốn thì hôm đấy mình cho cái đám cưới của mình thành điểm bật luôn, nổi bật luôn cũng được, không sao. Anh chiều em được hết á. Rồi. Lấy nhau về là định lập nghiệp ở đâu, ở đây hay là về lại ngoài kia? Dạ, nếu mà lấy nhau thì lập nghiệp ở đây luôn ạ. À, công việc của em hiện giờ có ổn định không? Hiện tại thì là em đang đi về dân ca ví dặm, câu lạc bộ dân ca ví dặm, nhưng mà bên cạnh đó em cũng có kinh doanh. Yeah. Kinh doanh gì vậy em? Em kinh doanh ở online thôi ạ. Vậy mình cùng kinh doanh nhá. Em xin giới thiệu, em cũng kinh doanh luôn ạ. Ai ăn như là bánh bông lan liên hệ em, bột lọc liên hệ em. Và còn nữa, nhưng mà em... bên đây mua bán heo được không? Có. Gì? Heo á? Ừ. Heo để suy nghĩ lắm. Em để đồ ăn thôi ạ, đồ ăn thức uống, đồ mặc và muốn phải hiểm nè. Chị em ơi, muốn này tốt lắm nha, đồ tàu kinh lắm nè. Lên đây bán hàng hay lên đây kiếm chồng thì không biết nữa. Rồi em kinh doanh gì? Em online dạ, em bán giày dép. Mang giày đẹp quá ha, giày dép nam hay nữ? Dạ nam không ạ. Dạ nam không à hả? Dạ. Rồi ok, quá đẹp luôn. Chị thấy cặp này đẹp đôi đó, coi được thì cô gả đi chứ tôi cũng mệt con này lắm rồi. Trời em ơi. Cười cái giọng này anh sợ em không? Không, anh đã nhìn đâu anh thờ, nhưng mà anh thấy cái sự thích cái sự mộc mạc của lời nói em. Đúng rồi, thì mình thì coi. Anh qua anh kiểm tra mà đàn gái coi sao thấy nó hơi sao sao đâu hết. Sao cái coi nha. Ai cần nhớ em không? Có mùi áo hiểm của cậu hả? Anh với em gặp nhau rồi à? Kiếp trước mình có gặp ta. Trời ơi.
Lúc trước hình như anh cũng đang nuôi heo gặp em đúng không? Không có nuôi heo. À, nhớ chưa? Ủa, tóc em nhuộm hay là nó tự nhiên vậy? Tí nữa cho anh biết. Thấy đàn gái cũng lạ đấy. Lạ. Lạ, sóc kiếm đâu ra. Thôi được đó. Mày, có hiền mày không? Có cô vợ này về chắc cũng vui sớm, vui làng lắm đó. Quá vui luôn. Anh khoái cái vụ này rồi đó. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái và bà chị. Xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cách Tường. Chào anh và toàn thể mọi người đang ngồi trong khán phòng hôm nay ạ. Dạ, con tên là Tuyền, là em của chị Hoa. Trước đây chị có quen có nhiều anh theo đuổi, nhưng vì tính chất công việc của chị ấy không có dành thời gian cho đối phương nhiều, cho nên mối tình của chị không đi đến. Anh thì rất biết quan tâm và biết chia sẻ. Tính của anh cũng hiền và vui vẻ, đặc biệt là anh hết hay nữa. Chị của con thì cũng rất vui tính. Con thấy anh bên đây rất là hợp với chị của con ạ. Con ơi, nhưng mà bình thường chị con có vậy không? Lúc nào cũng vui vậy hay là lâu lâu mới vui vậy một lần? Dạ, chị con rất là vui tính. Lúc nào cũng vậy hết hả con? Dạ. Chà, cũng mưa gió rồi cũng vui vậy đó hả? Đến lúc chị đi đường ấy, trời mưa to mà hết xăng ấy, thì chị cũng đứng bên đường ấy, chị xin người ta giúp đỡ. Nhưng mà chị tính của chị bộc lộ cách vui vẻ, nhiều người cũng đến giúp lắm ạ. Con nhận hai chị em khác xa nhau. Rồi, cảm ơn con nhiều. Hôm nay bạn trai đi với ai nè? Em đi với đó là chị ạ. Chú đến đây đông thật là đông, chào bên nam thì mật lòng bên nữ, mà chào quân tử thì lồi đào thuyền quyên. Chứ muốn cho đẹp cả đôi bên, cho tôi chào chúng một tiếng kẻo chào riêng bạn buồn. Wow. Quá là ấn tượng luôn. Luân ơi và con ơi, hai con á thấy rất hợp nhau, hợp cả tính cách và hợp cả con người. Ở chịu, các con hãy bấm cho nhau. Hay quá rồi. Con gửi lời cảm ơn. Rồi, coi như là gia đình hai bên ai cũng ủng hộ hết rồi. Nhưng quan trọng là hai em nha không? Mở rào. Quay gặp đi em. Đó. Đây là bốn cái kẹo do chị đi Hàn Quốc về mua. Luôn giữ mãi không dám ăn, nhưng mà hôm nay tặng cho bạn. Em cũng đâu kém gì ăn đâu. Cái này là trái tim, cái tấm lòng. Cái này là tặng ăn nó mà hiểm. Độ an toàn mà anh chất chạy, lắm đó. Anh chạy xe cũng không nhanh lắm. Khi nào đua với em ha? À, đua không phải, không đua đâu. Đi về nhà anh thì được, em đua thì có anh nghĩ là. Nhưng mà anh cảm ơn. Anh thử đội xem. Hả? Vừa không chứ? Rồi thử đi, nón cũng hơi nhỏ đó. Hợp với em đó. Đây đội cho. Còn em gái ăn kẹo đi, chứ có chừng hết đáp đó. Không có anh ơi, kẹo mẹ. Ôi trời ơi, màu đen đi màu đỏ là chất ngất luôn anh. Trời ơi. Giống xe ôm. Không hợp dữ cái trời. Rồi, một bên là có mũ an toàn, một bên là ăn kẹo. Kẹo tình yêu nó ngọt lắm đó nha. Đi Hàn Quốc có tay 3-4 năm rồi đó. 4 cây, tí nữa em có thể chia cho em gái em được không? Được, được. Thì em ăn một mình sâu đăng chứ. Rồi, bây giờ trở về vị trí đi. Anh nghĩ rằng em phải biểu diễn aerobic để có thể giới thiệu cái nghề của em cho bạn trai sắp quen như thế nào nha. Được không? Rumba Kid. Hả? Em là aerobic nhưng hôm nay em biểu diễn Rumba Kid. Ngoài aerobic ra em dạy Rumba Kid thiếu nhi. Nhảy 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 nhảy. Music.
lấy vợ lấy liền tay liền. Có cô này về cả xóm cả làng vui cả tháng luôn. Lấy luôn à? Lấy luôn. Đi về. Đi luôn cho em ngồi em thở em mệt. Sáng giờ chưa ăn mà toàn ói thôi đi say xe à. Trời khổ. Mình gặp anh mà em phải mất hai cái mặt ói đấy. Trời ơi, ói mà còn kể vô đây nữa. Em lên nhìn anh thế, thế nào rồi? Phong cách anh em thật đấy. Còn anh nhận xét về em thế nào? Em vui tính hài hước. Còn anh cũng để lại 20% để xem thử cái độ quan tâm của em và cái độ chín chắn của em trong cái tình cảm như thế nào. Một người chồng tự của em yêu cầu những cái gì? Em tăng động mà năng động rồi ấy. Thì em cần là luôn biết quan tâm, phải yêu cho công việc của em, không cả. Ở nhiều lúc, tối nay em có cài dậy, em phải đi như này, em phải đi ăn với anh. Cũng là đi ăn nhưng mà phải hạn chế. Không đi toilet đúng không? Anh nghe hồi nãy hả? Đó, hình như anh nghe hết á. Có cái dài mà anh cũng nghe thấy đúng không? Ừ, anh nghe hết luôn á. Anh lại lên nghe thấy không? Nghe chứ, vụ toilet anh nhớ dài lắm à. Rất quý cái là anh thấy được em là sự thật thà. Tuy là hơi ngố, anh thấy thật em nhìn có vẻ nó hơi ngố. Nhưng mà đó, anh tôn trọng sự thật thà. Đấy, ngố nè. Ngố mà ngây ngô dễ thương. Mà ai mà nói gì mà em chưa kịp suy nghĩ là em trố mắt em nhìn. Em nói cao, càng cao càng thích nhưng mà em chỉ nói thế thôi để đánh vào tâm lý của anh à. Nhưng mà cứ song kiếm hợp ít là được. Em bảo ok à. Ví dụ như mai mốt mà về rồi yêu nhau rồi, bây giờ anh thì cũng công việc như em rồi, mỗi người lâu lâu ví dụ 2-3 tháng mới gặp được nhau một lần thì em có buồn không? Rồi có chịu được không? Đã yêu nhau rồi thì nói chung là gặp một lần hai lần không thành vấn đề. Vấn đề là vẫn dành thời gian và tình cảm cho nhau. Chứ gặp nhau hoài mà lăng nhăng thì em cũng không hết. Anh lăng nhăng thì anh không có đâu. Để trước kia có ai ít người yêu anh đâu mà anh đâu biết lăng nhăng là gì đâu. Còn về vấn đề hút thuốc hay rượu bia thì em không có cấm. À. Biết chốc cho tí đàn ông nhưng đừng có quá được rồi. Nếu mà chốc nữa em có lột xác thành người khác á thì anh còn thương em không? Ủa là sao là ngoài công việc aerobic zumba kit em còn làm một vận động viên thể hình. Ồ, nói vận động viên thì cũng chưa đúng mấy nhưng mà em có tham gia nhiều cuộc thi thể hình. Úi trời ơi, chuột nào là chuột đó. Em thử, em thử thôi. Bây giờ anh cho em dịu dàng, bây giờ thì em sẽ... Em làm gì nữa? Sẽ... Bình tĩnh nha. Mà anh có giật ngửa đâu không vậy? À, đỡ anh với. Hả? Có tiếng ngửa ra sao không? Đâu, anh đâu có ngửa, để em làm đi. Em làm gì làm đi em. Em muốn cho anh biết là hôm nay tóc dài của em, sự tùy mị của em nó cũng có. Nhưng bộ tóc này là... Dạ. Con trai mà, thích phụ nữ bề ngoài. Ô cô đẹp, chị đẹp, thích, ngắm, nhìn. Bây giờ em cho ảnh thấy người thật của em đi. Ok. Vỗ tay lớn hơn người đi nào. Và cái này người là gọi là lột xác thành người khác. Cái này mà tí music nữa thì thôi rồi, ngon luôn. Music. Rồi nha, khi mà em lột xác thì em có một tiêu đề nho nhỏ. Khi mà mình yêu nhau á, yêu nhau đi chăng nữa, cái vẻ bề ngoài đi chăng nữa, mình lấy một cô vợ đẹp, sau này vợ mình đẻ con phì béo mặt mụn xấu là mình hết yêu, đó là yêu vẻ bề ngoài. Còn khi mà yêu vợ mình rồi, vợ mình có ốm đau bệnh tật hay xấu xí nghèo nàn thì đó vẫn là tình yêu. Cho nên cái mà thông điệp của em thì nói chung là em muốn cho mọi người thấy là sống thật và sống ảo nó như thế nào. Hồi xưa em sống ảo lắm. Tóc thật của em như thế này luôn. Suốt ngày 360 thẻ tim, búng tim cho người ta không à. Nó ứa ăn thiết em luôn. Nhưng mà sao sống ảo, sao khích mà gặp ấy thì nó không có như mình ảo đâu. Nhưng mà em cắt tóc luôn. Sau đó em lột tóc. Lột xác đi em. Giờ em lột xác đi. Tóc đen nha mọi người. Ồ, có nhạc kìa, em thích nhạc. Mở lớn lên anh ơi, em yêu âm nhạc sôi động. Đề gì cả, rất đẹp, không biết bạn đó thấy sao. Đâu có gì đâu, anh bình thường mà. Anh nghĩ đâu là không có cọng tóc nào nó mới lạ. Nhưng mà giờ em còn thích con trai không? Hả? Trai đẹp là thích à.
nghe, bình tĩnh, hít thở sâu, phát biểu cảm xúc. Có đâu khi anh hơi sáp cũng xíu. Dễ thương mà. Đang tự nhiên lột tóc ra rồi thấy làm như của Lý Đức rồi mà em thì này. Nhìn hơi ngợp tí. Đấy là một cái mà nhỏ nhỏ em đến đấy thôi. Bởi vì á, con người mình mà một khi mà thay đổi một chút, nó làm ảnh hưởng nhiều người. Khi mà mình thay đổi, mình đã yêu người bạn gái mình rồi, có bạn gái mình thay đổi một chút không thành vấn đề, mình luôn ủng hộ là được. Còn vấn đề tóc tai đó, đúng là mấy chàng trai kia chỉ yêu tóc dài mà thôi. Khi mà em cắt tóc là hết yêu em liền. Không, em vẫn dễ thương đấy. Nói gì nói, cô gái này có gì nhiều điều thú vị cần khám phá lắm đó. Em đã từng nói mà với em không tự tin, nhưng mà với cái đầu óc của em, nếu như có một người vợ mà thật tâm mà sống với nhau để mà đi đến suốt cuộc đời thì em tự tin em không có nghèo. Về vấn đề kinh doanh, em dư sức cho cái người gia đình của mình sống không phải là giàu hay tỷ phú gì hết, nhưng mà có một cuộc sống thoải mái là được rồi, là em làm được. Nhưng mà do em phải gọi là dẫn cổ đi thôi, chứ cô này để riêng mình cô đi xa lắm đó. Em vì sợ là cô bạn ấy đưa em đi ấy. Em đưa anh còn đỡ, chứ em mà bắt anh lên vai chỉ sợ hơi. Bây giờ em chưa bắt còn bắt được. Chết rồi. Em trai có gia trưởng không? Em đánh giá khoảng tầm 60% em có sự gia trưởng ở trong đó. Nhưng sự gia trưởng của em là sự gia trưởng của sự tìm hiểu và tôn trọng, chứ không phải gia trưởng cái kiểu mà bất cần, nó khác nhau. Bạn gái có sợ gia trưởng không? Chắc có chứ. Em cũng quen, nói chung là nhiều bạn lắm tính gia trưởng. Nhưng mà gia trưởng cũng đôi khi cũng tốt, mà vừa thôi, đừng có quá. 60% cũng ok. Được 100% là em chạy rồi. Rồi, hãy nhìn thẳng đối phương và nói những cái gì đó tận đáy lòng của mình. Ở đây thì em thấy được sự gọi là nhí nhảnh và sự là thật tâm, nhưng mà có một phần nào đó hơi trẻ con tí. Nói em trẻ con, nhưng trẻ con của em là trẻ con để cho người khác vui, nhưng mà đây trẻ con là trẻ con, thực sự trẻ con. Thế em thấy là bạn ấy thực sự là trẻ con, tuy là không sâu thẳm về cái cách ấy nhưng mà thực sự là trẻ con. Còn vấn đề tóc tai thì tất nhiên là em thì thích tóc dài hơn, nhưng mà tự nhiên bạn ấy cổi ra, bạn ấy làm cái thể hình thì em cũng hơi ngợp tí. Nhưng mà để em từ từ em lắng xuống cái đã rồi. Trước giờ em toàn quen những anh to cao đẹp trai xong múi, nói chung là nhưng không hợp. Để đến lúc đây để em tìm một nửa của mình, chứ không phải lên đây để chơi để vui cho mọi người cười đâu. Cũng muốn được yêu như người ta chứ. Valentine mà không có một bông hoa. Ý là lên đây tìm để làm Valentine được không? Không phải, ý là mình thấy ghen tị, mình ghen tị bản thân của mình. Tại sao đến ngày đó thì học viên nó vắng vậy? Alo cô ơi em đi chơi người yêu. Alo cô ơi em đi bán bông. Trời ơi, mình thì đến phòng tập không có một bóng học viên nào hết. Thôi thì cô giáo cũng đi bán bông cho rồi. Thì quyết định là cứ vai là thà là em ra đường em bán bông với bong bóng mà. Bởi vì sao? Mình là FA mà. Rồi, Valentine tới sẽ có anh bán hoa cùng em. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1. Tìm mày đọc á. 2. 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa, kỳ vậy ta? Mà em tại sao bạn trai không bấm nút? Có thể là em thấy có một cái khía cạnh nào đó không hợp với cái tâm hồn của em. Em cần một cái gì đó thùy mị hơn, nhẹ nhàng hơn. Và bạn ấy thì bạn ấy thiên về cái thể hình, cho nên là em tâm hồn của em không cảm giác không có hợp. Mà gái rất là dễ thương. Dạ em biết. Nói bạn gì ấy nói dễ chứ thương. Thật sự á, anh nhìn cô ấy rất là nữ tính. Nếu có cô ấy bên cạnh thì cũng rất là vui ha. Dạ. Một người luôn luôn đem niềm vui cho mọi người, nhưng mà trong sâu thẳm của gái ấy có rất nhiều cái nỗi buồn cần chia sẻ. Nếu như một chàng trai nào đó đang xem truyền hình, tôi nghĩ rằng sẽ có một chàng trai nào đó làm bờ vai vững chắc cho ấy để dựa vào mỗi mùa Valentine. Không, Valentine em sẽ đi bán bông tiếp. Thì sẽ có người đi bán bông cùng em. Nói chung là cũng phải tôn trọng ý kiến của bạn nam thôi, thông cảm và hiểu. Như khi em là nhẹ nhàng bay bổng như cái giọng hát của em vậy thì em cảm thấy chưa phù hợp. Hy vọng rằng là sau chương trình này thì hai bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ. Em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào em. Em chào chị Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Mình là Hoàng Thị Tưởng, năm nay 29 tuổi, là giảng viên khoa khoa học cơ bản, trường sĩ quan đặc công thuộc binh chủng đặc công. Giảng viên cơ bản là làm cụ thể công việc gì em? Môn em phụ trách là môn công nghệ thông tin thuộc bộ môn tin học của khoa khoa học cơ bản. Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa. Bây giờ thì em đang công tác tại thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội ạ. Tức là Tưởng từ Hà Nội vào đó hả Tưởng? Dạ vâng ạ. Trời ơi. Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn đã đến hôm nay nha. Cảm ơn anh.
Chúng tôi rất là cảm động với cái tình cảm của bạn từ thủ đô Hà Nội đã vượt gần 2.000 cây số để đến với bạn quen họ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời bạn trai. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Nam Thư, các khán giả trong đài trường quay và các khán giả đang xem truyền hình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đặng Trung Hiếu. Em sinh ra ở Nam Định và hiện tại đang công tác tại phòng công nghệ thông tin Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu ở Hà Nội. Năm nay là 30 tuổi. Em từ Hà Nội vào đây luôn. Dạ vâng ạ. Là chúng tôi phải nói cảm ơn hai bạn rất là nhiều, bay từ thành Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Bên đó thì có thể nói một tí xíu về ưu điểm và khuyết điểm của mình không? Ưu điểm của em nghĩ là cái này nó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm, là em không nói dối được. Khi mà ai hỏi em cái gì đấy mà em cảm thấy mà em nói dối là em cảm thấy em xấu hổ. Không nói dối được bao giờ. Thứ hai nữa là em rất thích cái cảm giác mà được đứng ra để che chở hay là giúp đỡ người khác. Em cũng tự nhận là em cũng có một số những cái tài lẻ. Hầu như là tất cả mọi vấn đề của một người đàn ông trong gia đình, như là nữ công gia chánh, đều em đều có thể làm tạm được khoảng 7-8 điểm. Em có thể nấu cơm, em nấu canh, em giặt rũ, sửa chữa hỏng hóc trong nhà là em đều có thể làm được. Tật xấu nhất của em là gì? Tật xấu nhất của em mà đến bây giờ mà em chưa sửa được là em nhát gái. Nhát gái? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Hầu như là em chả thấy em có cái ưu điểm gì cả. Em toàn khuyết điểm thôi. Em cũng rất thích hay giúp đỡ người khác. Rất hay quên đường. Em đi đường, em không bao giờ em nhớ đường đâu. Em toàn phải mở Google Map lên em đi tìm đường. Và em toàn đi xe buýt không à. Bên ngoài thì thấy tưởng hết sức là mạnh mẽ. Nhưng mà nhìn sâu vào trong mắt á, thì thấy tưởng cái một cặp mắt rất là ướt át. Nhìn em mạnh mẽ thế này thôi. Nhưng mà thật ra thì có việc gì rất là đơn giản thôi. Nhưng mà em rất dễ rơi nước mắt. Không hiểu vì sao. Nên là con người đầy cảm xúc đó. Đúng rồi, một người sống hết sức là tình cảm. Sở thích của tưởng là gì? Em hay đi lang thang. Ví dụ như là đi dọc các cái con đường nó có các hàng cây, thế là đi một mình thế. Em là con gái nhưng em lại không thích đi shopping lắm. Cái này đàn ông thích nè. Con gái không thích đi shopping, đàn ông thích lắm á. Bên kia cô gái bộ đội đó là một người rất là cảm xúc. Thậm chí có một chút lãng mạn. Chàng trai thế này, bên này thế nào? Em thích mô tô, em thích đi phượt. Đôi khi em thích cả nấu ăn nữa. Em có thích sự lãng mạn không? Em biết làm thơ anh. Làm thơ luôn? Dạ, dạ. Sao làm thử coi. Em xin phép ngẫu hứng một vài câu thơ. Lần đầu đến bước đến trường đến quay. Trường quay nghe giọng bạn gái đang muốn say, chắc là hẳn là người ưa lãng mạn, biết có bên nhau đến sau này. Dạ, em xin hết ạ. Chà, thấy trong profile là hát hò dữ lắm nè. Thực ra thì là em không nhận là em hát hay lắm đâu, mà em thuộc cái thể loại là em hay cướp mic trong quán karaoke. Nhiều khi là cứ mỗi một bài thì em có thể hát theo một giọng khác nhau. Dạ. Tức có thể là nhái được nhiều loại giọng ca sĩ. Dạ. Thử xem. Ông bà anh ngày xưa ông bà anh khi xưa thường không có ô tô. Ông bà anh khi xưa thì, yêu nhau ông bà anh yêu nhau từ xưa có xe hơi đúng không? Đúng rồi. Lại nhà hai. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con xe đạp Thống Nhất màu xanh. Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, trong giấc mơ em là của ai? Đêm qua em nằm mơ thấy tôi, trong giấc mơ em cũng thuộc về tôi. Tôi yêu em, hàng đêm nhớ em, tôi lang thang để được gần em. Tôi không tin rằng trong giấc mơ em bên ai không phải là tôi. Rock đúng không? Dạ. Tối mà cả 11, 12 đêm hát này là mệt lắm á. Em trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua một mối tình kéo dài khoảng 4 năm. Mấy năm? 4 năm ạ. 4 năm, dài đấy. Nhưng tại sao lại chia tay? Có thể là do khoảng cách. Nhưng mà khoảng cách bao xa mà phải chia tay vậy? Thanh Hóa vào Vinh ạ. Trời, đất ơi, tưởng xa lắm xa. Vậy thì cái mối tình đó kết thúc cách đây bao lâu rồi? Kết thúc cách đây được 4 năm rồi. Đàn trai. Mấy mối tình rồi? Cái sự nghiệp cầm cưa của em thì cũng bắt đầu hơi muộn. Đến khi mà em học xong đại học thì em bắt đầu em đi ra ngoài và em bắt đầu em đi chính thức đi cua một bạn gái. Và từ hồi đến giờ em chưa cua được bạn nào. Hả? Chưa cua được bạn nào luôn. Trời ơi, ông kể là tôi thấy chắc là bước ra khỏi trường đại học là cua dữ dội lắm. Chưa cua được bạn nào. Dạ. Hà, em chào anh. Xin chào đồng chí Trung Quý. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Cái mẫu người của em thì rất là đơn giản. Tôi nhìn một chút, biết quan tâm về gia đình. Tình cảm thì đương nhiên là phải chân thành rồi. Không có sự giả dối. Em có một mẫu hình lý tưởng nào không? Chỉ cảm thấy người đấy phù hợp với mình. Là yêu. Là yêu. Thấy yêu là yêu. Vâng. Em trai. Dạ. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thích một bạn gái mà thẳng tính. Bởi vì là em không đọc tâm lý của các bạn tốt lắm. Nếu như mà các bạn mà nói thế nọ để cho em tự nghĩ thế kia thì em rất không là được. Sợ. Dạ. Em không thích người còn hoang phí. Nhu cầu hoặc là muốn mua sắm các thứ thì không vấn đề. Nhưng mà em không thích mua rồi và để đấy. Yên tâm. Bộ đội là
phải nói đâu ra đó hết. Dạ. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Rồi mình cho gặp nhau. Tưởng, hôm nay em tới tham gia chương trình với ai? Có cấp trên và các đồng đội của em ở trường Sĩ quan Hà Công. Dạ, chào thủ trưởng. Kính chào quý vị đại biểu, anh Quyền Ninh, Nam Thư. Tôi là Nguyễn Hồng Thái. Dạ. Là đồng nghiệp và cấp trên của đồng chí Tưởng tại trường Sĩ quan Đặc Công. Đồng chí Tưởng là trung úy giảng viên của trường Sĩ quan Đặc Công, là người có phẩm chất đạo đức tốt và trong giảng dạy chuyên môn là đạt giỏi, và đặc biệt là rất nhiệt tình với đồng chí đồng đội và bạn bè. Bạn trai là người rất tình cảm và có suy nghĩ, có niềm tin và có nhiều đồng cảm với chỗ đồng chí Tưởng. Theo tôi là hai người sẽ ấn nút và hẹn hò với nhau. Thì hết. Cảm ơn thủ trưởng. Cảm ơn thủ trưởng. Em trai đi với ai? Em đi với mẹ em ạ, mẹ em đang ngồi kia. Ồ, có mẹ vào nữa à? Dạ. Rồi, chào cô. Xin chào trường quay ạ, xin chào tất cả các quý vị khán giả. Tôi tên là Lê Thị Nhàn ạ, tôi đến từ Nam Định. Và hôm nay tôi đến cùng với con trai tôi là cháu Hiếu. Dạ, chào cô. Vâng ạ, hôm nay thì tôi đến đây thì đến trường quay và cũng gặp được Tưởng ạ. Thì tôi thấy cũng dễ nhìn và cũng thấy tình cảm và cũng rất là dễ mến. Dạ, rất cảm ơn. Vâng. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bây giờ mình mở rào. Bây giờ Hiếu với Tưởng chúng ta cứ trao đổi nhau đi nha, nói chuyện thoải mái. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh xin tặng em một lẵng hoa. Em cảm ơn anh. Em cũng có một cái món quà là cái cuốn sách. Thực ra thì em ấn tượng cái cuốn sách này là vì nó có cái câu nói là trái đất tròn, có đi bao nhiêu vòng, còn duyên còn nợ thì vẫn sẽ gặp lại nhau. Thì em tặng anh cuốn này. Anh cảm ơn anh. Rồi, mời hai bạn về vị trí. Cuốn sách gì đó, tựa gì đó? Ai cũng cần một người ở bên cạnh. Tựa sách rất là hay và ý rất nghĩa là hay ha. Đó. Hai bạn nhìn nhau, mình chia sẻ về cái quan điểm tình yêu nè. Rồi mình thực sự cần một người bên cạnh mình là như thế nào? Những cái điểm, những cái điều mà em nói ra thì anh nghĩ thế nào? Lúc đấy anh nghe thì anh cảm thấy là vẫn còn hơi mơ hồ một chút. Anh cảm giác như em là một người là khá là đơn giản, có nhiều cái sở thích phù hợp với một người phụ nữ của gia đình. Anh rất là thích đi du lịch mà không biết là sau này em có thích đi du lịch cùng với anh không? Nếu như có người thì sẵn sàng đi thôi ạ. Nếu như đi một mình thì buồn, đi hai người thì chắc là sẽ vui hơn đấy ạ. Thực sự là em chưa đi phượt bao giờ. Nhưng mà nếu như có một cơ hội được thử đi phượt thì chắc là cũng sẽ thử đi một lần cho biết xem như thế nào. Biết đâu lại còn một lần, hai lần và còn nhiều lần hơn nữa. Hay quá. Nếu như mà ở vị trí của em thì đến anh thì là sẽ hơi xa một chút. Đối với anh thì thực ra là trong Hà Nội thì không có chỗ nào là xa cả. Em nghĩ là khoảng cách xa cũng không phải là vấn đề lắm. Mấy chục cây số cũng không gọi là xa. Đi trong ngày cũng không vấn đề gì cả. Từ Hà Nội các bạn có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp nhau. Đúng rồi. Thì ở Hà Nội với nhau cũng đâu có gì là xa đâu. Có lẽ là thế. Mình sẽ hẹn nhau trên con đường thanh niên nào đó, buổi chiều nào đó. Đúng rồi ạ. Chúng ta nói một chút xíu về cảm nghĩ của mình với người đối diện. Ừ. Sau đó mình tiến hành bấm nút. Ban đầu thì không biết là có phải là cảm thấy là hơi ngại ngùng hay là tính cách của em là bình thường là không phải là người quá sôi nổi hay không. Nhưng mà anh thấy em có một cái nét rất là e lệ, nữ tính. Mới đầu nhìn anh thì khi mà mới tiếp xúc thật cũng chưa có gì nhiều để em nhận xét cả. Nhưng mà qua cái cách anh nói chuyện với anh Quyền Linh thì có một số tính cách cũng gần giống với em. Đó là cũng thẳng thắn, thích giúp đỡ người khác. Khi bấm nút, chúng ta phải bấm bằng cả trái tim của mình. Không phải bấm vì bất kỳ mục đích nào cả. Không bấm, không sao cả. Có hàng triệu người đang xem, những người đó sẽ bấm cho mình. Và bấm nút là hôn nhau đấy nha. Chúng ta hãy thật sự thành thật với cảm xúc, với con tim của mình. Và bây giờ xin mời các bạn để tay vào nút bấm. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn nữ không bấm. Không sao cả. Một cô gái rất là mạnh mẽ. Thật ra thì không, em không bấm không phải là vì không muốn bấm. Không muốn bấm. Em muốn có một cái gì đó gọi là thời gian tìm hiểu kỹ hơn một chút. Có cơ hội thì mình có thể là khi đó thì nó thoải mái hơn. Chính xác là như vậy. Không sao, quyết định đó chúng tôi rất là tôn trọng. Hãy sống thật với trái tim của mình và lòng mình. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến tham gia chương trình đây. Các bạn nhận được một món quà kỷ niệm từ ứng dụng Mocha. Chúng ta vừa có thể nghe nhạc, xem phim và trò chuyện nhanh trên Mocha để hiểu nhau hơn nhé. Chúc cho hai bạn sẽ tìm được một nửa còn lại thực sự của mình. Đâu là có thể là bây giờ mình không bấm,
Nhưng mà sau biết đó đâu sau này thì lại lại có cơ hội tìm hiểu thì lại lại thành ra bấm thì sao? Này, hai bạn sớm tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn hai bạn đến tham gia chương trình. Dạ, vâng, cảm ơn chương trình. Xin mời bạn đây. Dạ vâng, cảm ơn. Mời bạn trai. Mời các bạn. Mời bạn gái. Em gái ngồi. Giới thiệu luôn đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, dạ, chào em. Em chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả hôm nay. Dạ em tên là Phạm Lan Hương, năm nay em 25 tuổi. Em hiện đang là nhân viên phòng kế hoạch của một công ty Hàn Quốc. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Em đang làm việc bên khu thành phố mới á chị. Bình Dương luôn. Dạ. À. Hương 25 tuổi, làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và các vị khán giả. Em tên là Đoàn Minh Hoàng, năm nay 31 tuổi. Em đến từ Bình Dương, hiện đang làm kế toán, làm ở Tân Nguyên. Hả? Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên cách thành phố mới bao nhiêu xa em? Tân Nguyên qua thành phố mới chắc khoảng 5 cây. Ôi thuận lợi, quá thuận lợi luôn. Rồi. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em? Dạ ưu điểm của em là một người hiền lành. Vẻ ngoài nhìn vô thì nhìn em có vẻ điềm đạm, làm lì, tạo cho người khác cảm giác là hơi khó gần và hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Bạn bè em mà nó hay có chuyện gì mà khó khăn, chuyện buồn ấy, thì em hay cho lời khuyên. Dạ. Rồi. Nhưng mà khi mà em có chuyện thì em cũng rối luôn. Không ai giải quyết được hết, phải tìm một người tâm đầu ý hợp. Càng khuyên càng rối ha. Dạ. Rồi tật xấu của mình là gì? Mình có khuyết điểm gì không? Hát không được hay. Nhưng mà hôm nay lên chương trình thì em cũng sẽ hát một bài hát tặng đến chương trình và bạn nam bên kia. Rồi, làm luôn. Cầm xe Marika han chip bê sợ oppa cầm oppa cầm e ki cầm oppa cầm mừng tung tung he oppa cầm mừng nan chi he e ki cầm mừng no mu ki yêu qua ức sư cha ran ta. Dạ mà nói gì vậy em? Dạ bà đó là gia đình có ba con gấu. À. Gấu ba, gấu mẹ và gấu con. À. Gấu ba thì mập mập mập. À. Gấu mẹ thì dáng thon thả, còn gấu con thì rất là dễ thương. Nhúng vai nhúng vai thật là vui. Rồi, bên kia điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ thưa chị, điểm mạnh của em là không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, không gái gú luôn. Em có thể làm được tất cả các công việc ở nhà nhưng mà em ít làm. Với lại em hơi nhút nhát trong chuyện cua gái. Cua giết không được nên sợ chứ anh. Được mấy mối tình rồi? Em có một mối tình, một năm. Nhưng mà chia tay khoảng 4-5 năm rồi. À, đúng là nhút nhát thiệt. Có một mối tình thôi mà quen có một năm, chia tay 4-5 năm rồi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em thì chưa có mối tình chính thức. Hồi xưa đi học thì cũng chỉ lo học. Sau này đi làm thì cái trong công ty mấy anh thì cũng có, nhưng mà người ta lập gia đình hết rồi đó chị. 25 tuổi chưa mối tình nào mà gọi là chính thức hết. Dạ, chưa được hôn. Chưa được hôn? Dạ, chưa được hôn. Bên đây bữa nay quyết tâm không? Bữa nay quyết tâm hôn nha. Quyết tâm luôn anh. Quyết tâm, ta nói quyết tâm hôn đi. Quyết tâm nha. Quyết rồi. Tâm hôn. Ừ. Vậy mạnh mẽ lên, quyết tâm hôn được rồi. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em gái? Dạ mong muốn của em là tìm một người bạn trai, thứ nhất là cao hơn em 1m7 trở lên. Rồi dạ. Em mét mấy? Dạ em 1m67 ạ. 67 hả? Dạ cao ạ. Hiếm xíu được em? Dạ anh cao 1m bao nhiêu vậy anh? 68 em. Ừ đi sát rút luôn được không? Dạ vậy cũng được. Gì nữa? Dạ người Bình Dương anh. Còn... Bình Dương? Ta ở Tân Nguyên Bình Dương luôn rồi. Không em ở hữu thành phố Dầu Một anh, em làm Tân Nguyên. Thì cũng Bình Dương. Bình Dương rồi, trời ơi. Thì còn gì nữa? Một người thì chín chắn, không có tính chi ly tính toán. Chín chưa? Chám chín chín. Gần chín chín đúng không? Dạ. Ừ, gần chín chín còn gì nữa em? Dạ, điềm đạm, chu đáo, lịch sự, lễ phép với người lớn là được anh. À, cái đó là anh có đủ em ơi. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em thì giống diễn viên Song Joong Ki á anh. Hả? Song Joong Ki hả? Dạ. Bên đây cũng giống lắm rồi nha. Em chắc em á, em Song Joong Ki. Là em Song Joong luôn đúng không? Chắc vậy quá anh. Còn em muốn người yêu lý tưởng như thế nào? Em chỉ cần người kính trên nhìn dưới. Rồi. Hiền, lễ phép. Đừng có lằng nhằng quá. Nói ngày cứ cằn nhằn á anh. Cằn nhằn. Giống mẹ em thích. Cái gì vậy?
Mẹ phải cằn nhằn con, tại đi chơi hoài. Không, cằn nhằn ba chứ không phải cằn nhằn con. Ba, mẹ phải cằn nhằn thôi chứ. Thế ba làm bậy sao? Nhưng mà ít thì được anh. Nói là mình biết mình sửa được rồi. Chứ cứ cằn nhằn từ sáng tới chiều, người sáng tới mẹ cằn nhằn hoài, em thích mẹ hả? Dạ có, mẹ phải thích cho anh. Không được nói vậy hả? Không tính đó. Mẫu hình lý tưởng thế nào? Em giải khoảng chừng 1m3 trở lên. 1m53 trở lên. Ừ, được, cũng hài hước. Không thích đối phương cái gì? Không thích là phụ nữ xe xua quá. Xe xua, xí soạn được không? Cũng được anh. Để anh coi đàn gái sao. Dạ, em chào anh. Dễ thương quá. Thích sông Dông Kỳ lắm hả? Dạ, đẹp trai anh. Đẹp trai hả? Anh này nó cũng hơi giống sông Dông Kỳ á. Có duyên á, hài hước được. Dạ. Em ghét nhất tật xấu người đàn ông là gì? Không hút thuốc. Ghét một người không hút thuốc. Về hút thuốc em. Về hút thuốc, được không? Em dạ, muốn hút thuốc hả? Được. Dạ không. Chứ này em mới không... Không thích đàn ông hút thuốc. À, tôi qua tôi coi nha. Đưa ra tiêu chuẩn rồi tôi coi đúng vậy à. Rồi hồi về đòi hỏi nãy kia nữa là không được đâu nha. Chừng nào kết hôn? Khi nào phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Không quan trọng thời không gian. Không quan trọng thời gian. Dạ. Chào dạ, em. Chị. Trời ơi, trong Dông Kỳ hả? Cao 1m68 hả? Hơn được nút hả? Dạ. Chừng nào kia tiến tới hôn nhân được em? Càng sớm càng tốt. Chỉ cần bạn nữ đồng ý là được. À, tóc mình cũng giống Hàn Quốc ha. Dạ. Quăng quăng lọn lọn vậy. Cái này hơi hướng Hàn Quốc nhưng mà nó chưa tới Hàn Quốc. Nó mới tới Phú Quốc à. Chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Cụ thể là có cái gì rồi? Tiền bạc thì chuẩn bị xong hết rồi. Xong hết rồi? Dạ, có em có nhà tài trợ chị. Ai tài trợ? Dì em. Dì em tài trợ? Dạ. Bao nhiêu phần trăm? Dì nói cứ làm đi, có nhiêu có đưa hết. Thiệt không? Dạ. Coi như là giờ dì lo hết. Dạ. Rồi ok, vậy là vừa đúng ý bạn gái. Trời, cái lỗ tai tốt ghê, lỗ tai này giàu lắm luôn á. Biết chừng nào giàu nhưng mà giàu lắm á. Em trai rồi. Đi với ai? Dạ em đi với ba em. À, có bác trai hả? Chào chú. Dạ, dạ con chào bác. Xin chào MC Quyền Linh với Cát Tường với. Dạ. Tôi là ba của Minh Hoàng. Dạ. Cháu thì duyên nợ thôi, thì có cơ hội gặp nhau thì chú sẵn sàng tiến tới hôn nhân cho hai cháu thôi. Chú là anh em có xuôi mà chú lớn tuổi rồi cũng chưa có chú gia. Thật ra mới cũng có, nếu có dâu thì chú cũng mừng lắm. Chuẩn bị hết chưa chú? Có hết rồi. Nó mà có vợ là chú chạy chắc trước nhất á. Để chú mừng là có dâu mà. Dạ, rồi hy vọng như vậy nha. Ba lo là có gì. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Con gái mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, cô em và chị. Rồi cho dạ, chị gặp mẹ em luôn. Chào cô. Chào MC Nguyễn Linh. Dạ. Chào MC Cát Tường. Dạ. Xin chào khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Lan Hương. Cháu bữa nay thì ngoại hình thì cũng gọn gàng, cũng được, thấy cũng hiền. Đến nay thì thôi cũng cái duyên của hai đứa, thì tụi con cũng cho nhau cơ hội đi. Tôi là cô của Lan Hương, thì cô cũng ủng hộ tụi con hết mình. Rồi, cảm ơn cô, mẹ cô ủng hộ luôn ha. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Để coi xong dông dông gì không biết. Mở rào. Rồi. Đó. Dạ em cảm ơn anh. Rồi em đứng cho cổ ngắm coi cổ thấy giống sông Dông Kỳ không? Nhìn đi em. Giống không? Dạ không giống. Không giống. Rất là thẳng thắn. Trong cái hồ sơ mà đăng ký tham gia bạn gái có ghi đó là không có thích đàn ông chua lè chua lét. Nghe cái mùi chua là không có thích rồi, dị ứng. Thì cái việc đầu tiên đó, em kiểm tra coi có chua gì không? Không anh, em nãy em mới xịt hai chai dầu thơm. Hai chai dầu thơm luôn hả? Dạ, hồi nãy tặng hoa thì em không có nghe mùi à, nghe mùi thơm. Vậy hả? Dạ. Anh thấy em dễ thương. Và cái nói chuyện anh cũng thấy em chắc là người hiền lành và hiểu tâm lý. Dạ, em thấy anh thì cũng lịch sự. Nói chung là ăn nói cũng nhẹ nhàng. Cỡ anh được bao nhiêu phần trăm của em? Dạ, được tầm 60%. Vậy anh cũng mừng à. Cuối tuần anh có hay dọn dẹp đồ không anh? Nhà cửa. Anh nếu mà nhà dơ hay là dọn dẹp cái gì mà anh thấy không được là anh dọn hết à. Nhưng mà ít khi nào nó dọn lắm. Nhưng mà có gì mà nếu mà mình quen nhau thì anh có động lực anh dọn hàng ngày. Thời gian rảnh thì anh hay làm gì anh? Thường anh ở nhà không à, anh ít đi chơi lắm. Lâu lâu có bạn rủ cà phê rồi anh mới đi. Anh thì cũng ít có nhậu nhẹt lắm. Chỉ có tiệc tùng hay là đám đồ anh mới nhậu thôi. Dạ vậy quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh? Anh quan niệm bây giờ là yêu là cưới em. Yêu không cưới thì thôi đừng yêu, tốn thời gian. Quan điểm em thì là yêu thì chân thành và không vụ lợi trong tình yêu. Đến đây là cũng là cái duyên. Nên anh cũng hy vọng cho em, cho anh cơ hội.
bấm nút. Nếu như em cho anh cơ hội, anh không hứa sẽ dẫn em đi bằng chân trời cuối biển, anh sẽ hứa sẽ dẫn em đi đến cuối cuộc đời. Như đó đủ rồi chị. Rồi, vậy được rồi. Đi tới cuối cuộc đời phải không? Đời dài lắm. Đặt tay nút bấm đi các bạn. Đặt tay vào nút bấm đi em. Kiểm tra lại con tim của mình xem bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Đó, bây giờ nắm tay nhau đi. Trời, hồi nãy quyết tâm cái gì? Quyết tâm sao? Mày nói gì đó? Xin phép. Con xin bé gái xin phép cô cho con hôn bạn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Thôi bây giờ mà anh giới thiệu về mình. Xin chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường. Xin chào các quý vị khán giả. Mình tự giới thiệu, mình tên là Nguyễn Ngọc Anh. Sinh năm 1968. Quê Hà Nội, hiện tại sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Yeah. Công việc là kinh doanh, mà cụ thể là mình với một người bạn có mở một cái tiệm về sửa chữa và buôn bán điện thoại di động và máy tính bảng. Rồi, mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, cùng quý vị khán giả, cùng anh ở bên kia rèm. Em tên là Dương Kim Huệ, em hiện 38 tuổi và đang sinh sống và làm việc tại thành phố Bến Tre. Em hiện tại là chủ tịch hội phụ nữ của phường Phúc Hương, thành phố Bến Tre. Rồi, vậy là hôm nay mình lên đây tham gia chương trình ha. Điểm mạnh, điểm yếu của chị là gì? Điểm mạnh, điểm yếu thì cũng rất là nhiều. Nhưng mà nổi nhất đó là sự tự tin và hoạt bát trong mọi công việc. Và cũng có óc cầu tiến. Còn cái điểm yếu thì nói thật là rất sợ tăng cân, nhưng mà vẫn tăng cân đều đều. Rồi hôm sau, sau chương trình liên hệ với Cát Tường để được giảm cân nha. Dạ. Anh ơi, anh nghe chị Huệ giới thiệu rồi ha, còn điểm mạnh, điểm yếu của anh là gì nè? Điểm mạnh của mình ấy, thì là mình tự là một người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, ca hát, rồi biết đàn, rồi là thích chơi thể thao, rất thích đi du lịch và cũng có thời gian sống rất lâu ở bên nước ngoài. Anh sống nước ngoài bao lâu rồi anh? Chắc cũng gần 20 năm ấy. Ở đâu anh? Trước thì mình có qua bên Tiệp, qua bên Slovenia học, sau đó là đi qua bên Hà Lan sống. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình có qua được rất nhiều nước. Đông Âu thì có qua Ba Lan, rồi qua Đông Cộng Hòa Séc, rồi qua Hung, rồi qua Bulgaria. Rồi qua đó làm gì? Đi chơi ạ. Đi chơi mà tới 20 năm chứ ạ? Không, đấy là mình đi được các nước để chơi thôi. Còn mình sống thì sống ở bên nước Slovenia là cũng khoảng 4-5 năm. Anh làm công việc gì bên đó? Mình là đi qua học nghề, thợ hàn, có một thời gian sống ở Đức khoảng 2 năm. Công nhận anh sướng thiệt nha. Linh cũng đi được hai nước rồi đó, Lào với Campuchia đó. Chắc tình trường của anh rải rác khắp mọi nơi quá à. Chắc vậy đó. Em tò mò cái tình trường của anh quá anh ơi. Dạ, cái tình trường thì như thế này thì mình dáng chia sẻ ngắn gọn là sau khi về Việt Nam mình có quen rồi, nhưng mà cái thời gian tìm hiểu nó rất là ngắn. Hai người làm đám cưới trong vòng tháng thôi. Về ở với nhau mới thấy nhiều cái nó chọi. Cưới nhau được bao lâu? Cũng phải gần phải 8 năm đấy. Mấy đứa con? Một đứa con. Cháu trai hay cháu gái vậy anh? Dạ cháu trai ạ. Bây giờ cháu đang ở đâu anh? Sống với mẹ cũng được 11 tuổi rồi. Dạ. Rồi bên chị Huệ thì tình trường mình sao chị Huệ? Dạ thì nói thật ra thì hồi đó em cũng yêu rất là sớm. Dạ. 19 tuổi là đã yêu. Và khi 21 tuổi thì lập gia đình. Dạ. Khi mà em sanh đứa con đầu lòng á, là lúc đó bé được 18 tháng là em ra tòa. Dạ. Thì trong cái cuộc sống thì không phải là ai cũng toàn vẹn hết. Mỗi người đều có một cái tôi của mình. Và mình cũng phải có một cái sức chịu đựng và cái sự dung hòa với nhau. Nhưng mà giữa hai người thì không có được cái sự đó. Với lại lúc đó em cũng còn quá nhỏ, mới có 23 tuổi thôi. Dạ. Thì cái sự chín chắn của mình nó cũng chưa có. Là em về ở với mẹ em từ lúc con em 2 tuổi. Hiện nay thì cháu đang học lớp 10, Tết này là 16 tuổi. 16 tuổi, trai hay gái? Dạ, con gái chị. Anh nghe cô kia nói như thế, anh cảm nhận như thế nào? Cảm nhận cái cuộc sống của cô cũng rất là khó khăn. Cũng rất là cần thiếu thốn tình cảm. Và bản thân em thì mình cũng rất là mong muốn và tìm một cái người mà như vậy, cũng cái hoàn cảnh như vậy. Vì mình cũng nghĩ là cái người đã trải qua một đời chồng rồi ấy, thì chinh phục họ cũng không phải là cái dễ đâu. Nhưng mà người ta hiểu và người ta rất dễ chia sẻ thông cảm với mình được.
cô gái bên cô muốn tìm một người yêu như thế nào? Chỉ yêu cầu làm một cái người có cái tình yêu thương mình, yêu thương gia đình và cả đứa con gái của mình. Cái nữa là có một cái sự chia sẻ. Dạ. Không phải là chồng chúa vợ tôi như hồi xưa. Tại vì em thấy bây giờ có rất là nhiều cái hoàn cảnh là thí dụ như chồng làm có điều kiện, nhưng mà thí dụ như em, công việc của em là kinh tế em không có nhiều, thành ra có cái sự mà xem thường thì em không đồng ý. Dạ, nói chung vẫn cái chuyện chính mình bị một lần rồi đúng không chị? Là mình mong muốn người bạn đời chỉ cần là thông cảm hoàn cảnh của mình và hiểu cho hoàn cảnh gia đình mình là được đúng không? Em cũng có một lần đó, em cũng có gặp được một cái anh đó là nói chuyện trên Zalo á, thì nói mấy ban cũng 2-3 tháng ấy, ảnh cũng nói là sẽ tìm hiểu rồi thương yêu sẽ cùng mình đó là lo cho con cái. Sau đó em mới lấy một số điện thoại khác, em làm một cái nick Zalo khác, em thử ảnh thì ảnh cũng lại nói với cái người đó y như, y như đó với mình, là từ đó là em cắt mất luôn. Niềm tin nữa. Dạ, cũng có một người rất là thương em, cũng rất là chăm chút cho em từng tí từng tí, nhưng mà em không thể nào đến với người ta tại được. Tại sao chị? Lý do là người ta cũng như em, cũng là nữ. À dạ, thành ra hoàn cảnh bi đát như trời. Con gái em nó có nói, nó nói thôi mẹ tìm một người cho mẹ có thể bầu bạn được. Con á là mấy mốt con đi Sài Gòn con học rồi, thì mẹ ở đây á thì chắc có thể là một mình như vậy thì buồn. Thành ra em quyết định là em đăng ký đến chương trình. Yeah. Và em cũng mong muốn là em sẽ gặp được với một cái người là có thể hiểu hoàn cảnh của mình và thương yêu mình thật sự. Thôi vui lên ha chị ha. Anh nghĩ rằng cái anh bên đây anh cũng hiểu được, anh hiểu được em đó. Nãy giờ anh nghe em nói rất cảm nhận về tất cả mọi thứ rồi. Nó muốn chàng trai này là cái hình dáng thế nào, hình mẫu thế nào? Em có thể diễn tả thử xem giống anh bên đây không? Cao hơn em một cái đầu. Hối như anh Linh vẫn đẹp trai, vẫn duyên. Bụng đừng to quá. Hên quá. Tại vì em nghe nói trên khoa học chứng minh đó là nếu cái người nào mà bụng càng to thì cái tuổi thọ nó sẽ càng thấp. Mày quá. Em không có nói anh Quyền Linh đâu ạ. Tại em thấy Quyền rất là đẹp. Em đâu có nói, em nói hối với anh Quyền Linh rồi. Hối duyên. À. Dạ. Hối hài hòa. Rồi anh bên đây thì nói chung là chết rồi, cũng có chút chút hối. Nói chung người nào lớn tuổi nó cũng hơi hối hối vậy đó. Nhưng mà hối quan trọng là cái bụng ta nó tốt được rồi ha. Anh cảm nhận rất là hiền. Và anh hiểu được những cái gì mà em nói. Và anh nghĩ rằng anh sẽ rút kinh nghiệm với một cái cuộc tình gọi là 8 năm rồi. Anh ơi, nếu mà em xấu quá, em mập quá, anh có đồng ý không? Cái hình thức nó chỉ là bề ngoài thôi. Đúng rồi. Nãy giờ em cũng chưa nghe là cái mong muốn anh tìm một người bạn đời sau này của mình như thế nào. À, một người bạn đời thì bây giờ cái tuổi của mình như thế này thì thực tế ra là cũng không có nhiều sự lựa chọn đâu. Dễ nhìn chút là được rồi. Yeah. Còn chiều rất cao dễ thì... nhìn. Chiều cao thì khoảng 1m50 đến 1m60 thôi, ở trong cái tầm ấy là dễ dính vào mà đúng không? Chứ đâu có đòi được nữa, tôi có da có thịt được. Ô, có da có thịt lắm. Nói chung là dư. Dạ. Con em nó rất thích ôm em anh, tại lý do là em rất là êm. Không dễ thương. Chào anh. À, chào em. Dạ. À, thế anh có cái điều gì mà anh không thích ở người phụ nữ không anh ha? Nóng tính quá, là nói nhiều quá. Thế hiện tại là anh đang sống với ai ạ? À? Mình sống với ba mẹ, bố mẹ. Nhà thì có mỗi mình. Có một chị gái thì ở ngoài lấy chồng ở ngoài Hà Nội rồi. Ba mẹ lớn tuổi chưa anh? Ba mẹ thì cũng 80 tuổi rồi. Rồi ví dụ như con gái của chị á, thì anh có thể rước về luôn được không? Dạ, dạ, cái này thì đương nhiên rồi. Cái này là yêu mẹ thì thương con thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ, thì, được vậy là mừng, mình yên tâm. Thế hôm nay mình đi với ai hả chị? À, dạ, hôm nay em đi cùng với chị gái kế em. Dạ. Và các chị, có chị lãnh đạo, đồng nghiệp chung. Em là tên là Nguyễn Thị Trúc Giang. Em là đồng nghiệp mấy chị em phụ nữ thành phố Bến Tre rất là quý mến đối với em Kim Huệ. Tất cả các chị em ở xã phường sắp xếp mọi công việc để đến đây với mong muốn là em của mình có một hôn nhân mới hạnh phúc hơn đối với Kim Huệ. Thì mình nói ra để cho cái gì anh Nam sau này trong mối quan hệ mình cũng biết cái sự thẳng thắn, có nghĩa là mình góp ý, mình phê bình hay mình nói gì đó là rất là khó chịu, khó nghe một chút xíu. Nhưng mà nếu hiểu nhau rồi thì cái chuyện này nó không có thành vấn đề nữa. Riêng đối với bạn Nam á, thì rất là hài lòng. Một người đàn ông rất là chín chắn, chuẩn mực và nó cũng từ tốn. Mình thấy nó cũng phù hợp với bạn Kim Huệ. Tại Kim Huệ thì nó năng động, thoải mái và cởi mở. Thì cần có một cái người hài hòa hơn lại với Kim Huệ. Dạ, cảm ơn chị ạ. Hôm nay anh trai mình đi với ai vậy anh? Dạ, có đi mấy bố ạ và cháu.
Chào bác. Tôi là ba của Ngọc Anh. Dạ. Lời đầu tiên xin chào chương trình và chào hai MC nổi tiếng của chương trình. Dạ, cảm ơn bác. Là người cha người mẹ thì ai cũng vậy thôi, đều có một tâm nguyện duy nhất là mong sao con cái của mình yên bề gia thất, chọn được một cuộc hôn nhân hoàn mỹ để xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Yeah. Nhưng đáng tiếc là không phải ai cũng đạt được cái mong muốn đó. Đồng cảnh, hai người cũng đều là một lần đổ vỡ và đều có con. Thế rồi nay mai thành lập một cái gia đình mới. Chúng tôi thì cũng gần đất xa trời rồi, 80 rồi. Cũng không thể nào ở mãi với con với cháu để mà trông nom cho con cháu được. Chỉ có một cái ước mong duy nhất là con mình sẽ xây dựng được mối tổ ấm và là lần cuối cùng trong cuộc đời của nó. Dạ, cảm ơn bác nhiều. Bây giờ Quỳnh Linh sẽ mở rào ra để anh chị có thể gặp mặt nhau nhé. Rồi, xin tặng em. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Anh cầm đèn giống nghệ sĩ quá. Thế này này, mình thì đúng là bây giờ mình cảm nhận về nhau một chút. Dạ. Thì anh cũng thấy là em là một người phúc hậu. Anh rất là điểm 10 trong em. Ồ. Ví dụ hẹn hò thời gian rảnh lúc nào em rảnh được? Dạ, cuối em tuần ạ. Cuối tuần, dạ. Thì cũng hợp lý. Dạ, dạ còn rồi. Thì ban ngày em đi làm hành chánh thôi, còn ban đêm thì ở nhà. Bây giờ mình đã trải qua một lần rồi, mình có một cái kinh nghiệm, có nghĩa là đã vợ chồng ấy thì nhường chút, nhịn chút, chịu đựng chút thì tự nhiên là hạnh phúc đấy hả? Dạ đúng rồi, mình em cũng cảm nhận điều đó. Tại hồi xưa thì nói chung là mình cũng cái tôi mình cũng lớn. Mình không có chia sẻ được với ai, rồi không có động viên, thành ra rồi mình không có nắm giữ được cái hạnh phúc của mình. Hôm nay thì có chương trình này là mình đã đến với nhau, đó là một cái duyên. Và em cũng mong là mình có một cơ hội cho nhau nhiều hơn để mình tìm hiểu mình, đúng rồi. Có thể xem là chúng mình có thể tiến trong mấy phút này thì cũng không thể là hiểu hết được con người. Dạ, rồi đúng rồi, mình tạo điều kiện cho nhau. Nhưng mà em thắc mắc là sợ nhiều khi em có con rồi á, rồi sau này cái kinh tế trong gia đình á, rồi có phần nào đó là em phải lo cho con em nhiều, rồi anh như thế nào? Dạ, thì cái này thì anh cũng thông cảm hiểu được cái vấn đề đó. Nhưng quan trọng là ví dụ là mình cùng xây đắp, cùng lo. Và còn chuyện con ấy, thì ví dụ có yêu mẹ thì yêu con thôi. Cái tuổi này em không sẵn sàng trong việc sinh con nữa thì thôi, thì chúng mình cùng nuôi những cái đứa con đã có cho nó trưởng thành được rồi. Dạ. Vấn đề về đó. Chứ còn thì anh hỏi em bây giờ em có ví dụ làm dâu thì em có ngại hay là có cái gì gọi là khó khăn gì không? Trong em cũng đã chăm sóc người già rất là nhiều, nhà chồng cũng như nhà mình thôi. Yeah. Nếu mà mình thật sự mình toàn tâm vô đó thì có dù có khó như thế nào thì mình cũng sẽ làm tốt được. Anh sẽ hát một đoạn dành tặng em trước, đoạn đoạn điệp khúc. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh khóc ngoà, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em cần đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho anh. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Đấy là anh hát tặng em. Anh hát rất là hay. Em có 4 câu thơ để đặt mời em tặng chương trình. Và anh, em là cô gái xứ Dừa, chân thành chất phác nhưng thật thà thương yêu. Yêu thì anh bấm nha anh. Anh Linh, chị Cát, chuẩn bị tiền mừng đi thôi. Thử xem Bến Tre và quận 12 có tổ chức kết hôn với nhau hay không. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình ha anh chị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay nhau. Đã.